huyền cơ nào ẩn sau câu chuyện Phù Đổng Thiên Vương? Phù Đổng Thiên Vương còn có xưng hiệu khác là Thiết Xung Thần Tướng, thường được dân gian gọi là Thánh Gióng. Truyền thuyết về Ngài đã trở nên rất quen thuộc với người Việt Nam. Hầu như đứa trẻ nào cũng biết đến chuyện một cậu bé 3 năm không nói, không cười. Nhưng khi nghe sứ giả tìm người đi đánh giặc thì bật lên tiếng nói, rồi trở thành người đánh đuổi ngoại xâm, cuối cùng cưỡi ngựa bay về trời. Nhưng ẩn sau câu chuyện này liệu còn có bí mật nào hay không? Mời mọi người cùng Tinh Hoa TV khám phá những sự thật phía sau câu chuyện kinh điển này nhé! Sự thật chấn động. Hầu hết chúng ta thường tập trung vào sự xuất hiện kỳ diệu của Phù Đổng Thiên Vương mà không mấy chú ý đến khoảng thời gian trước đó. Tuy nhiên, khi ngược dòng lịch sử, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được nguyên nhân thực sự khiến một vị thần tướng phải giáng trần. Khi ấy, việc đất nước bị xâm lược được cho là do chính vua Hùng gây nên. Lúc đó là thời gian tại vị của Hùng Huy Vương, vị Hùng Vương thứ 6 của Bách Việt. Theo sử sách nước ta, vua Hùng đầu tiên là Kinh Dương Vương, vốn là con cháu của thần Nông. Con trai ông là Hùng Hiền Vương, Lạc Long Quân, vẫn được coi là một vị thần tiên bảo hộ con dân Bách Việt. Cho nên, suốt các thời kỳ trước đó, cả triều đình và người dân Việt đều giữ lòng tôn kính và cảm ơn đối với thần linh. Hết thịnh rồi suy, đó là quy luật tự nhiên. Đối với tâm cảnh hay đạo đức con người cũng là như vậy. Đến thời Hùng Huy Vương, con người bắt đầu không tin vào thần, thậm chí có lời nói và hành vi bất kính với thần. Nhà vua cũng trượt theo dòng, không còn giữ được truyền thống kính trời tính thần như các thời kỳ trước. Lúc đó, có một phụ nữ tự xưng là người tu luyện có công năng, có thể xem được thiên tượng, đoán được thiên ý, xin được ý chí của thần. Bà đến gặp vua Hùng Huy Vương, sau đó đến làm việc trong cung để thuận tiện giúp vua các việc tế lễ. Tuy nhiên, một số vị quan đại thần cho rằng bà ấy không phải là có thần thông gì, có lẽ chỉ đến để lừa đảo mà thôi. Nhà vua cũng tỏ ra nghi ngờ nên bắt giam bà lại. Và khi tổ chức lễ tế trời, nhà vua đã cho làm giả các loại đồ cúng lễ để xem bà có biết không. Vua cho rằng nếu bà thực sự có phép thần thông thì sẽ biết những đồ cúng ấy là giả. Hành động của vua cũng nhận được sự ủng hộ của các vị quan, đồng nghĩa với việc họ chỉ muốn vạch trần người phụ nữ này, mà không ai nhận ra dâng đồ cúng giả trong lễ tế trời chính là hành vi đại bất kính, khinh nhờn thiên thượng. Đây chính là trong tâm không còn tính thần nên mới dẫn đến việc làm như vậy. Nhưng khi nhà vua chưa kịp đánh giá cụ thể về người phụ nữ đó thì Thượng Thiên đã giáng tai họa, khởi đầu là những đồ lễ hoàn toàn không linh ứng, kế tiếp là những điềm báo chẳng lành xảy ra trong nước. Lúc này, vua bèn cho gọi bà ta đến và hỏi xem bà có cách gì xin được ý chỉ của Thiên Thượng không. Bà vâng mệnh rồi thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, bà kể rằng bà đã đến thiên đình, gặp được Ngọc Hoàng và hỏi ngài vì sao nước Nam gặp thiên tai. Ngọc Hoàng đã quở trách việc Hùng Huy Vương bất kính phạm thượng, và ngài còn truyền dạy rằng nếu không ăn năn sửa chữa đi thì 3 năm sau nước Nam sẽ có nạn giặc ngoại xâm, chứ không chỉ là bấy nhiêu đó tai họa thôi đâu. Hùng Huy Vương nghe vậy thì thất kinh, trong lòng hối hận vô cùng. Nhà vua đích thân tổ chức một buổi lễ tế trời và viết sớ tấu trình lên thiên thượng, bày tỏ sự hối lỗi và cầu mong thiên thần vẫn bảo hộ cho con dân Bách Việt. Vua khấn xong, lập tức mây bay gió cuộn, sắc trời thay đổi. Vua lại yêu cầu người phụ nữ nọ xin thêm ý chỉ từ thiên thượng và nhận được lệnh truyền như sau. Vua biết hối lỗi, đã được hoàng thiên xét soi. Tuy 3 năm sau có giặc xâm lăng, nhưng trời sẽ cho nhân tài sinh ra để giúp nước, vua khỏi phải lo nghĩ nhiều. Vị nhân tài mà thiên thượng gửi tới là ai?
mọi người hẳn đã đoán được rồi. Đó chính là cậu bé Thiết Đổng, tự xưng là Thiết Xuân Thần Tướng và được các thế hệ người Việt tôn kính với danh hiệu Phù Đổng Thiên Vương. Vì sao chỉ cất tiếng nói khi sứ giả xuất hiện? 3 năm đầu đời, cậu bé Thiết Đổng không nói chuyện, cũng không cười. Nhưng không phải vì cậu không biết nói, biết cười. Vậy là vì sao? Chính là vì chưa đến lúc, chưa đến đúng thời điểm cần phải nói. Thiết Đổng không đến nhân gian để sinh sống như một người thường, mà cậu mang theo sứ mệnh để đến đây. Vì thế đến lúc cần phải thực thi sứ mệnh, cậu mới nói để truyền tải thông điệp cần thiết từ thiên thượng. Thông điệp đó như sau: ta là Thiết Xuân Thần Tướng đây, trời sinh ra ta để giúp nước, dẹp loạn cứu dân. Ngươi về triều, thưa với vua cho ta một con ngựa sắt cao 10 thước, một cây roi sắt dài 10 thước, một chiếc nón sắt rộng 3 thước. Đưa mấy thứ ấy đến đây cho ta, là vua không phải lo gì nữa. Dưới hình hài của một đứa trẻ 3 tuổi, Thần Tướng Thiết Xuân đã trực tiếp nói cho thế nhân biết về sự hiện diện của mình. Ngay sau đó, những điều kỳ diệu liên tiếp xuất hiện, được gọi là thần tích. Những thần tích như thế này trong quá khứ không phải là điều hiếm gặp. Chúng ta có thể nghe được các câu chuyện về sự thị hiện của thần trong truyền thuyết hoặc sử sách của hầu hết các quốc gia. Vậy thần tiên vì sao lại xuất hiện trước mắt con người? Chẳng lẽ chỉ vì để đánh giặc thôi sao? Tinh Hoa TV nhận thấy có 2 hàm ý phía sau việc thần giáng thế như sau. Thứ nhất, thần tiên giáng trần và giúp đỡ con người, triển hiện ra thần tích để con người hiểu rằng họ đang sống dưới sự bảo hộ của thần. Nếu con người không còn tin vào thần, không tin vào thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thì sẽ dễ dàng vì lợi ích mà làm điều xấu, làm hại người khác, thậm chí phạm phải những tội ác to lớn hơn. Khi họ tạo nghiệp như vậy, thì thần sẽ giáng tai ương trừng phạt. Trong quá khứ, các vị vua đều biết rằng một khi đất nước có thiên tai nhân họa, thì nguyên nhân chính là do bản thân đã làm trái với thiên ý hoặc không quản lý giáo hóa tốt người dân để họ làm điều sai trái. Những tai họa như chiến tranh, dịch bệnh, kỳ thực đều do chính bản thân con người mà ra. Chỉ khi con người biết tu dưỡng đạo đức, tin vào nhân quả, tôn kính thần thì mới có được cuộc sống hạnh phúc, an lành. Thứ hai, Phù Đổng Thiên Vương sau khi hoàn thành sứ mệnh đã để cho thế nhân chứng kiến tận mắt cảnh tượng ngài cưỡi ngựa bay về trời. Đây được gọi là Bạch Nhật Phi Thăng. Đó là một lời nhắc nhở, một sự điểm hóa rằng con người không chỉ nên sống tốt ở thế gian, mà còn có nơi tốt đẹp hơn đang chờ họ quay trở về, chính là thiên thượng. Lật dở từng trang lịch sử, có biết bao câu chuyện thần kỳ và những thần tích lần lượt hiện ra trước mắt chúng ta. Phải chăng thiên thượng muốn thông qua đó mà nhắc nhở con người cần phải về gia viên thực sự của họ? Đến cả Đức Khổng Tử, một vị thầy giáo tưởng như chỉ chuyên tâm dạy con người về đạo làm người, cũng nói rằng đối nhân xử thế không phải là mục đích, mà là khiến bản thân nâng cao cảnh giới, trở về với thiên lý. Đó cũng chẳng phải là ông cũng cho rằng con người cần hành xử phù hợp với đạo trời, quay về với đạo trời là gì? Vậy thì con đường đó đang ở đâu? Phật Thích Ca giảng rằng thời mạt pháp sẽ có chuyển luân thánh vương hạ thế, truyền rộng Phật pháp, độ hết thảy chúng sinh. Thế gian hôm nay chính là thời mạt pháp đó. Phật pháp chân chính cũng đang được phổ truyền khắp thế giới. Chỉ là trong xã hội thật giả lẫn lộn này, trắng đen đảo lộn, con người có nhận ra hay không mà thôi.